Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nhà một mình buồn chán, tôi chợt nhớ tới cuộc gọi hôm trước của mẹ. Mẹ nói đối tác của mẹ có thể là người thân của tôi. Vì vậy tôi tìm số điện thoại của người đàn ông tên Quân gọi. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng của anh ta. Alo, tôi là Thảo, con gái của mẹ Nguyệt đây ạ. Hiện tại tôi có thể gặp anh không? Cô lại phỉnh tôi, để cho tôi leo cây nữa à? Xin lỗi, do lần trước tôi bị tai nạn trên đường tới quán cà phê gặp anh mà không kịp báo lại cho anh, chứ không phải tôi cố ý cho anh leo cây đâu ạ. Hôm nay nhà tôi có việc, tôi không rảnh để gặp cô. Vậy nhà anh ở đâu? Tôi tới nhà anh cũng được ạ. Có chắc cô muốn tới nhà tôi chứ? Vì hối hả có thể gặp được người thân của mình nên tôi không do dự mà đáp lại. Vâng, anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đích thân tới đó. Quân nhắn cho tôi địa chỉ nhà riêng của anh ở Dĩ An. Tôi lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị đồ để tới điểm hẹn. Tôi chọn mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng và giày thể thao màu trắng mang vào. Trông tôi không khác gì một nữ sinh cấp 3, vừa xinh đẹp lại vô cùng dễ thương. Tôi mong lần đầu gặp sẽ nhận được thiện cảm từ người thân của mình. Tôi hồi hộp mong đợi giây phút gặp người thân ruột thịt của mình tới mức không cần ăn sáng mà đi ngay. Tôi gọi xe taxi công nghệ chở tôi đến điểm hẹn. Trên đường tới địa chỉ Quân cho tôi, có đi ngang qua tập đoàn Cường Đại. Nghĩ tới Minh Cường, tôi bất chợt mỉm cười. Bình thường nhìn anh lạnh lùng như vậy, không biết lúc anh làm việc trông sẽ thế nào nhỉ? Tôi dự định nếu gặp được người thân, lát nữa ra về tôi sẽ nhờ Minh Đại dẫn tôi vào lén xem Minh Cường lúc làm việc sẽ thế nào. Nghĩ tới đây tôi có cảm giác hạnh phúc lạ thường. Xe taxi dừng lại trước lâu đài màu trắng mang phong cách châu Âu hiện đại, nằm trong một khuôn viên rất rộng. Nghĩ tới xuất thân của mình trong gia đình đại gia này, tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Tôi đứng ở cổng biệt thự thì có chú bảo vệ trực ở bốt hỏi. Nếu không có việc, xin mời cô đi nơi khác dùm cho. Tôi có hẹn với anh Quân ạ. Chú bảo vệ nhanh chóng lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Ngay sau đó chú nói với tôi. Đề nghị cô để lại toàn bộ tư trang cô ngoài này, bao gồm cả điện thoại ạ. Tôi băn khoăn với đề nghị lạ lùng của chú bảo vệ. Sau sự một hồi cuối cùng tôi cũng đưa túi sách và cả điện thoại của tôi cho chú. Tôi thầm nghĩ tất cả vì người thân ruột thịt của mình vậy. Cảm ơn cô đã hợp tác, khi nào cô ra về tôi sẽ trả lại. Ngay sau đó có một anh thanh niên mặc đồng phục bảo vệ dẫn tôi đi vào bên trong lâu đài. Phải nói nhà giàu có khác. Nếu như nhà Minh Cường trồng toàn hoa hồng trong khuôn viên biệt thự, thì lâu đài nhà Quân trồng toàn cây bạch trà. Vào đến lâu đài, tôi bị bất ngờ tập 2. Nhìn thấy đội ngũ dày đặc vệ sĩ đứng quanh lâu đài, tôi bắt đầu cảm thấy nản. Tôi không biết có nên đi vào hay ra về. Thấy tôi đứng im như tượng, nam thanh niên cầm rùi cui điện gõ gõ lên vai tôi nói. Mời cô đi lối này. Hành động bất lịch sự của anh ta lập tức khiến chân của tôi mềm nhũn. Tôi run rẩy nói với anh ta. Xin lỗi tôi đi lộn nhà rồi. Nam thanh niên cao giọng. Cô giỡn mặt với tôi à? Vào nhanh đi. Cậu chủ dặn cô vào trong phòng khách ngồi đợi. Mặc dù rất kỳ vọng vào chuyện tôi sẽ gặp được người thân của mình. Nhưng lúc này đây tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng với quyết định tin lời mẹ của mình. Tôi viện lý do để không đi vào bên trong tòa lâu đài. Sau đó sẽ hẹn gặp Quân ở một địa điểm khác. Tôi quên để hợp đồng bên trong túi sách, mà túi sách tôi để bên ngoài bốt. Nhìn thấy điệu bộ run như cầy sấy của tôi, nam thanh niên nói. Cô đứng yên đấy, để tôi lấy giúp cho. Không cần đợi tôi đồng ý,
Nam thanh niên chạy nhanh ra bốt ngoài cổng, không còn cách nào khác, tôi đành bất lực đứng đợi anh ta. Nhân lúc chờ đợi anh ta, tôi nhìn quanh lâu đài để xem xét địa phận nơi đây, xem nhỡ tôi xảy ra vấn đề gì thì có lối nào để tẩu thoát không. Tôi nhìn thấy vườn cây bạch trà tốt tùm kia, nếu trốn vào trong đấy ban đêm thì rất khó phát hiện. Tường rào bao quanh lâu đài cũng không cao lắm, tầm đấy tôi có thể nhảy qua dễ dàng. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những chuyện sắp tới, thậm chí là chuyện xấu nhất. Cái nào là hợp đồng, cô lấy đi. Giọng nói của nam thanh niên kéo tôi về thực tại, tôi run rẩy mở túi sách lấy ra tập hồ sơ. Tôi định cầm điện thoại lên để gửi vị trí của tôi cho Minh Đại, phòng trường hợp tôi xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy ánh mắt như tia ích của nam thanh niên đang nhìn chằm chằm hành động của tôi, nên tôi đành thôi. Anh ta nhanh chóng đưa túi sách của tôi tới bốt, rồi quay trở lại đưa tôi vào phòng khách. Tôi cũng không biết tôi đã dùng cách nào để có thể lết tấm thân run như cầy sấy, theo anh ta vào tới ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống. Cô ngồi đây, đợi cậu chủ một lát. Nói rồi nam thanh niên bảo tôi ngồi một mình ở ghế sofa, sau đó cậu ta đi ra ngoài. Bên trong tòa lâu đài này khác hoàn toàn với bên ngoài, không có lấy một bóng người. Màu sắc và vật dụng chủ đạo bên trong phòng khách này cũng na ná biệt thự nhà Minh Cường, cũng sử dụng các vật dụng đắt tiền nhập từ châu Âu với tông màu trắng và màu be là chủ đạo. Hiện tại đã là 10 giờ 30 sáng, tôi ngồi im một chỗ đợi tới 11 giờ thì có một bà cô lớn tuổi bưng một hộp bánh ngọt đặt lên bàn, sau đó nói với tôi. Cô ăn bánh uống nước đợi cậu chủ một lát ạ. Tôi không hiểu khái niệm một lát của những người trong ngôi nhà này là thời gian bao nhiêu. Bữa tối hôm trước tôi ăn ít, sáng ra lại háo hức đi gặp người thân nên không kịp ăn sáng. Giờ nhìn thấy hộp bánh thì chảy nước miếng, nhưng tôi sợ bên trong nhỡ có thuốc độc hoặc thuốc mê thì tôi xong đời, nên tôi nhất quyết không đụng tới. Bà cô biết ý nhặt một chiếc bánh trong hộp ăn, sau đó nhìn tôi nói. Nếu cô sợ có độc thì tôi ăn trước cho cô xem. Ăn xong chiếc bánh, bà ta còn rót một ly nước uống trước mặt tôi. Sau đó bà ta đi nơi khác chứ không ngồi lại. Còn ăn hay không là tùy tôi, bà ta cũng không bắt ép. 11 giờ 30 vẫn chưa thấy Quân xuất hiện. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Có khi nào anh ta đang dùng kế hoãn binh với tôi? Người của anh ta bảo tôi đợi một lát. Kết quả tôi đợi một tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh ta xuất hiện. Có khi nào một lát của anh ta là một ngày không? Nếu đúng vậy thì chắc tôi cũng chết đói ở đây. Nghĩ vậy tôi đành lấy bánh ăn. Nếu bánh có vấn đề gì thì bà già kia cũng chung số phận với tôi, chứ không riêng gì mình tôi. Hơn nữa tôi cần phải ăn để nếu xảy ra vấn đề gì tôi còn có sức đối chọi. Công nhận bánh này rất ngon. Tôi vừa ăn bánh vừa uống nước tới đúng 12 giờ thì thấy một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này râu ria dài ngoằng, gương mặt anh ta cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi không biết đây là người đàn ông tên Quân tôi cần gặp hay người nào khác, nên ánh mắt của tôi cứ dán chặt trên người anh ta mà không lên tiếng. Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Thì ra anh ta chính là Quân, người tôi cần gặp. Tôi nuốt hết miếng bánh đa đang nhai trong miệng rồi mỉm cười chào anh ta. Chào anh. Để không mất thời gian của nhau, tôi đi thẳng vào vấn đề. Cô mang trả cho tôi bằng tiền mặt hay tiền tài khoản? Câu nói đi thẳng vào vấn đề của Quân giống như hành động tạt một ca nước đá vào mặt tôi, khiến tôi ngay lập tức tê cứng không thể mở miệng đáp lại anh ta. Mẹ cô còn nợ lại tôi 1 triệu đô la tiền hàng. Bà ta khất lần khất lượt. Tôi quyết định kiện bà ta lên tòa án liên bang Mỹ, nhưng bà ta xin tôi cho bà ta thêm thời gian. Tuần trước bà ta nói cô sẽ mang tiền tới trả cho tôi. Tiền đâu? Tiền đâu? Anh ta hỏi tôi biết hỏi ai. Tới giờ phút này tôi chính thức biết bị mẹ của tôi lừa gạt. Vẻ tự tin và linh cảm gặp được người thân ruột thịt trong tôi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là gương mặt trắng bệch tưởng chừng cắt không còn một giọt máu của tôi. Tôi run rẩy đáp lại lời của anh ta. Mẹ của tôi không đưa tiền để tôi trả cho anh. Vậy cô hẹn gặp tôi để làm gì? Tôi giấu tập hồ sơ cá nhân của tôi ra sau lưng. Tôi không biết chuyện mẹ tôi nợ anh.
Quân nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét xen lẫn phiền phức, sau đó lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Anh ta bấm loa ngoài lên cho cả tôi nghe. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của mẹ tôi. Chào cậu. Bà tưởng tôi dư thời gian để bà giỡn mặt với tôi phải không? Tôi nói với cậu rồi, cho tôi thêm ít thời gian. Con gái tôi sẽ tới gặp cậu. Bà nợ tiền hàng của tôi 1 triệu đô la. Bà cho con gái bà dẫn cái xác không đến gặp tôi là có ý gì? Cậu xem hồ sơ con gái tôi mang tới chưa? Nghe mẹ tôi hỏi, Quân di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi nhất quyết giấu bì hồ sơ sau lưng. Anh ta không quan tâm tới nó mà quát vào điện thoại. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến 2 việc. Hoặc là bà trả tiền cho tôi, hoặc là tôi sẽ kiện bà lên tòa án Liên bang Mỹ. Tôi xin cậu, gia đình tôi đang thuộc diện giám sát. Cậu thấy đấy, năm ngoái chúng tôi vẫn trả tiền hàng đúng hẹn cho cậu. Do năm nay nhà máy gặp sự cố nên chưa thanh toán cho chúng tôi. Tôi xin cậu cho tôi nợ thêm ít thời gian nữa. Khi nào bên công ty thanh toán tiền cho chúng tôi sẽ gửi cho cậu. Tôi cho con gái của tôi tới để làm tin, cậu còn không tin tưởng sao? Nó cũng mang tới cho cậu xem giấy khai sinh sơ yếu lý lịch, còn có nhiều hình ảnh để chứng minh nó là con ruột của chúng tôi nữa đó. Nghe đến đây thì tôi hiểu rõ mục đích cũng như chân tướng của mẹ tôi khi bảo tôi đem những thứ này tới cho Quân. Giấy khai sinh sơ yếu lý lịch, hình ảnh từ nhỏ tới lớn của tôi, chẳng qua chỉ là để bà chứng minh cho Quân thấy tôi là con gái của bà, không phải để chứng minh tôi và Quân có thể là anh em ruột thịt như bà nói với tôi. Nghe mẹ tôi nói, Quân bỗng nhiên cười lớn, sau đó anh ta dừng lại đột ngột nói vào điện thoại, giọng nói của anh ta phát ra đầy mỉa mai. Bà nghĩ con gái của bà trị giá ngang 1 triệu đô la tiền hàng bà nợ tôi à? Theo tôi tìm hiểu, biết được, cậu chưa hề có người yêu cũng như bạn gái. Chẳng phải cậu bỏ ra 1 triệu đô la mà có được cô con gái xinh đẹp hơn hoa hậu của tôi, chẳng phải cậu vẫn hời sao? Quân chưa kịp trả lời mẹ tôi thì nghe nháo nhác có tiếng người bên ngoài. Ngay sau đó anh ta hốt hoảng cầm điện thoại của mình lên, chạy về phía phát ra tiếng ồn. Tôi nhân cơ hội này cầm theo tập hồ sơ của mình tẩu thoát khỏi tòa lâu đài này. Lúc tôi ra khỏi phòng khách, mấy anh vệ sĩ đứng vây quanh bên ngoài lâu đài lúc này cũng đổ dồn về phía phát ra tiếng ồn ào. Tôi nhanh chân chạy vào vườn bạch trà, lối thoát hồi nãy tôi đã nghiên cứu. Khi tôi chạy đến gần bức tường rào bao quanh lâu đài thì bỗng nhiên có một người phụ nữ nhảy từ trên cây bạch trà xuống đất. Người này mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc tai bù xù xõa xuống, che kín gương mặt, nhìn không ra là người già hay trẻ. Tôi từng xem phim ma nhưng chưa bao giờ tin trên đời này có ma. Không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy nó mà lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa. Tôi sợ hãi tới mức cả người mềm nhũn, hai chân run rẩy không thể bước tiếp. Tôi chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, miệng không ngừng niệm Phật. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai của tôi, kèm theo lời cầu xin. Xin cô đưa tôi đi khỏi đây với, con đĩ nó muốn giết tôi. Toàn thân tôi vừa run lẩy bẩy, vừa nổi lên một tầng gai ốc. Tôi cố gắng hết sức lên tiếng đáp lại con ma. Tôi không phải là ma, bà đừng có đi theo tôi. Tôi biết cô không phải là ma nên mới xin cô đưa tôi đi theo. Làm ơn cho tôi theo với. Tôi không muốn chết. Nghe bà ta nói, tôi bừng tỉnh mở mắt ra nhìn. Thì ra bà ta không phải là ma. Bà ta cũng trong hoàn cảnh như tôi, đang cố chạy trốn khỏi tòa lâu đài này. Tôi không có thời gian tìm hiểu lý do bà ta muốn trốn khỏi đây nên gật đầu. Do bà ta khá yếu không thể tự trèo lên bức tường kia được, nên tôi để cho bà ta đứng lên lưng của tôi để trèo lên tường. Lúc bà ta ngồi được lên tường, tôi mới bắt đầu trèo lên. Chuyện phát hiện ra sự thật mẹ bán tôi, thêm chuyện tôi tưởng người phụ nữ này là ma, đã lấy đi khá nhiều sức lực của tôi. Vậy nên bức tường khá thấp này, nếu là ngày thường chỉ một cái dướn người, tôi có thể trèo lên, nhưng hiện tại tôi mất rất nhiều thời gian, vẫn không tài nào trèo lên được. Tiếng bước chân ngày càng gần khiến tôi càng hoảng loạn. Tìm trong vườn bạch trà xem thử. Câu nói của ai đó biến tôi thành chiếc lò xo. Chỉ một cái nhún người tôi có thể bật ngồi lên bức tường. Tôi nhảy xuống hành lang bên ngoài bức tường,
rồi đỡ người phụ nữ xuống. Sau đó tôi ngoắc đại một chiếc xe hơi đang chạy về phía chúng tôi. Chiếc xe thắng gấp rồi dừng lại ngay trước mặt chúng tôi. Cửa kính từ từ hạ xuống. Nhìn thấy Chí ngồi ở vị trí lái xe, tôi muốn chửi tục một tiếng. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà tôi toàn gặp những chuyện gì đâu. Tôi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Sau lưng là địch, trước mặt cũng là địch. Không còn thời gian suy nghĩ buộc tôi phải đưa ra quyết định. Làm ơn chở tôi tới chỗ anh hai của cậu được không? Chí không thèm đáp lại tôi mà đạp ga phóng đi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành nắm tay người phụ nữ chạy về phía tập đoàn Cường Đại. Sợ người phụ nữ không theo kịp, tôi quay sang nhìn bà ta thăm dò. Thấy bà ta vừa chạy vừa cười tươi, giống như bà đang cùng tôi chơi trò chơi mà tôi lạnh gáy. Tôi nghi ngờ thần kinh của bà ta không bình thường, nhưng lỡ đâm lao rồi, tôi đành phải theo lao. Tôi không thể bỏ mặc bà ta. Khi chạy xa khỏi địa phận tòa lâu đài, tôi nhìn quay lại thì thấy có một tốp vệ sĩ đang chạy theo phía sau mà tôi quíu quả chân. Lúc tôi định bụng sẽ chạy vào nhà dân để cầu cứu, thì Chí bỗng dưng lùi xe lại, sau đó nói với tôi. Lên xe. Giống như sắp chết đuối với được chiếc phao cứu sinh, tôi lập tức mở cửa băng ghế sau kéo theo người phụ nữ vào. Tôi vừa đóng cửa, Chí liền nhấn ga lao vút đi. Lúc đi ngang tập đoàn Cường Đại, anh ta không rẽ vào mà chạy thẳng. Tôi thấy vậy hỏi. Sao cậu không chạy vào chỗ anh hai của cậu? Chạy vào đó để lũ người kia vào đập phá tập đoàn à? Trước mắt tôi chạy cắt đuôi họ đã. Nhìn qua gương chiếu hậu, những người đang chạy theo chúng tôi dần bị che khuất bởi những chiếc xe lưu thông trên đường. Sau một hồi chạy ngoằn ngoèo, Chí dừng lại trước một căn biệt thự. Ngay lập tức có một người đàn ông chạy lại chặn ngay đầu xe của Chí. Anh ta hạ cửa kính xuống chửi. Tôi bảo ông đừng vác xác tới đây tìm mẹ con tôi rồi cơ mà. Người đàn ông trèo lên hẳn nắp capo nằm lên đó. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt ông ta. Nhìn Chí giống như là một phiên bản thu nhỏ của ông ta vậy. Tôi còn đang ngờ ngợ với thân phận của ông ta thì ông ta lên tiếng cho tôi ngay đáp án. Tại bà nhớ hai mẹ con quá. Cho ba gặp mẹ của con một lát được không? Chí mất kiên nhẫn quát. Ông có biến nhanh khỏi đây không? Ba gặp mẹ con một lát rồi ba sẽ đi ngay. Chí đẩy cửa xuống xe đi tới kéo người đàn ông xuống. Lúc này cửa cổng biệt thự đã từ từ mở. Hai nam thanh niên mặc áo bảo vệ đi ra từ bên trong biệt thự. Nhìn thấy hai anh bảo vệ, Chí ngạc nhiên hỏi. Hai người là ai? Bà chủ vừa thuê chúng tôi tới đây làm ạ. Chí chỉ vào người đàn ông xưng là ba của anh ta đang cố thủ trên nắp capo nói. Tống cổ ông điên này biến đi cho tôi. Thì ra Chí không phải con ruột của ông Hùng. Hèn gì tôi chẳng thấy anh ta có nét gì giống ông Hùng cả. Ông Hùng với bà Mỹ đều có mắt hai mí, vậy mà anh ta lại có đôi mắt một mí. Kể ra bà Mỹ cũng cào tay. Hơn 20 năm qua không hiểu bà ta làm cách nào để ông Hùng bỏ vợ theo bà ta. Cứ cho ông Hùng không biết mình nuôi tu hú. Nhưng cũng không hiểu lý do gì, ông lại còn có ý định nhượng lại toàn bộ cổ phần cũng như chức vụ của ông ở tập đoàn Cường Đại cho một mình Chí, mà không phải chia đều cho cả Minh Cường và Minh Đại. Chắc hẳn trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy. Mãi suy nghĩ chuyện động trời của nhà chồng hờ, tôi không biết Chí đã chạy xe vào bên trong biệt thự lúc nào. Cho đến khi anh ta lên tiếng tôi mới hoàn hồn. Xuống xe đi. Sao anh lại đưa tôi vào đây? Cô ở tạm đây, tan ca tôi nói anh hai qua đón. Tôi còn đang do dự có nên xuống khỏi xe hay không thì người phụ nữ đi cùng tôi đã bước xuống xe. Bà ta giống như một đứa trẻ hiếu kỳ vui vẻ, nghịch ngợm khám phá khu vườn trước biệt thự. Ngay sau đó thấy thứ gì đó bên trong phòng khách của biệt thự, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt rồi đi thẳng vào đó mà không cần hỏi ý ai. Lúc này tôi bất đắc dĩ đẩy cửa xuống xe. Tôi nhìn Chí bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Anh không phải là muốn giết người diệt khẩu đó chứ? Chí chưa kịp trả lời tôi thì nghe tiếng chửi rủa la hét ầm ĩ bên trong phòng khách của biệt thự vọng ra. Tôi và anh ta lập tức chạy vào trong đó. Bên trong biệt thự, bà Mỹ đang nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoải mái được Lam và Mai mát xa xoa bóp.
thì hai anh vệ sĩ dẫn Hương đi vào. Cô ta lên tiếng chào bà Mỹ. Con chào mẹ chồng ạ. Bà Mỹ liếc mắt nhìn xuống ghế đối diện. Hương biết ý ngồi xuống. Ngay sau đó bà ta lên tiếng hỏi. Sao? Kế hoạch tới đâu rồi? Con đã cho nhân viên của con hẹn nó tối nay đi làm rồi. Theo kế hoạch, lúc nó tới nơi con sẽ cho nhân viên báo với nó chuyển địa điểm quay live stream. Lúc nó lên xe, lái xe bên con sẽ chở nó tới đây luôn ạ. Rất tốt. Hy vọng người của con không để xảy ra sơ suất nào, nếu không thì chết cả nút đấy. Dạ vâng, mẹ yên tâm ạ. Hương nhìn quanh biệt thự nói tiếp. Ở đây có đảm bảo an toàn không mẹ? Tường rào 3 mét thêm hai vệ sĩ thì nó có là người nhện cũng không thoát ra được. Vậy thì tốt quá ạ. Mẹ chỉ giữ nó ở lại đây tới khi nó đồng ý chuyển nhượng số cổ phần ông già kia cho nó qua cho thằng Chí. Trong thời gian đó con phải tự thân lấy lại tình cảm của thằng Cường. Chuyện tình cảm mẹ không thể giúp được gì con đâu. Con biết rồi thưa mẹ. Lam nghe bà Mỹ và Hương nói chuyện thì xen vào. Vậy là từ tối nay cậu chủ lo đi tìm cô ta thì bà chủ có thể thoải mái về nhà phải không ạ? Bà Mỹ chưa kịp đáp lại thì người giúp việc đi vào nói. Dạ, xe của cậu chủ đang đứng ngoài cổng ạ. Cho bảo vệ ra mở cửa cho nó. Bà Mỹ nhìn vào đồng hồ rồi cảm giảm. Tới giờ vào ca rồi mà còn lêu lổng ở đây làm gì không biết. Hên là hôm nay ông kia ở lại bệnh viện đó. Bà ta còn đang phân vân chuyện của Chí thì bỗng nhiên bà ta thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù đang tiến thẳng về phía mình, khiến gương mặt bà ta lập tức tái nhợt. Bà ta đẩy Mai và Lam đang xoa bóp cho mình sang một bên rồi quỳ gối xuống sàn nhà bái lại. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quỳnh ơi, tao biết lỗi của tao rồi, mày đừng bám theo hù dọa tao như thế. Nam Mô A Di Đà Phật. Lam và Mai ban đầu chưa hiểu vì sao bà Mỹ lại hành động khùng khùng điên điên như vậy. Nhưng đến khi hai người nhìn thấy một người phụ nữ đang tới gần thì hai người lập tức ôm nhau chạy trốn. Hương cũng không ngoại lệ. Bà Quỳnh nhào vào bà Mỹ, một tay bà nắm tóc, một tay bà tát liên tiếp vào mặt bà ta, miệng không ngừng chửi rủa. Còn đĩ này, mày giật chồng của tao, mày hại chết con của tao, mày trả con đây cho tao. Mày trả con đây cho ta. Bà Mỹ lúc này chỉ còn biết chắp tay lại. Quỳnh ơi, mày sống khôn chết thiêng, mày tha lỗi cho tao nhé. Tao xin lỗi mày, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Những cú tát của bà Quỳnh giáng xuống mặt bà Mỹ ngày càng mạnh, kèm theo đó là lời cảnh cáo. Miệng mày nói Nam Mô, nhưng bụng mày chứa một bổ dao găm. Tao phải đánh cho mày chết. Tội mày giật chồng của tao, giết con của tao. Chừng nào mày chưa chết tao vẫn còn đánh. Bà Mỹ vừa sợ bị đánh đau tới mức không thể mở miệng nói thêm lời nào nữa. Chí và Phương Thảo nhìn thấy bà Quỳnh vừa chửi rủa vừa đánh bà Mỹ thì vội chạy vào ngăn cản. Phương Thảo thì kéo bà Quỳnh ra, còn Chí thì che chở cho bà Mỹ. Nhìn bà Mỹ lúc này trông hết sức thảm thương, mái tóc của bà ta rối tung rối mù, gương mặt vốn dĩ bị Cường đánh chưa hết sưng, nay bị bà Quỳnh đánh lại càng sưng thêm. Khóe miệng bà ta không ngừng chảy máu. Bà ta sợ hãi tới mức ngồi dưới nền nhà ôm chặt lấy chân của Chí. Cả người bà ta không ngừng run lẩy bẩy. Giọng nói của bà ta phát ra cũng thể hiện sự hoang mang tột độ. Con ơi, con ma này nó về trả thù mẹ. Con nhanh đuổi con ma này đi. Chí nhìn xuống bà Mỹ buông giọng chán ghét. Mẹ soi gương nhìn thử mẹ có khác gì ma không, mà mẹ bảo người ta là ma. Bà Quỳnh bị Phương Thảo giữ chặt vẫn cố lao vào bà Mỹ, muốn đánh bà Mỹ. Còn đĩ kìa, tao phải giết mày. Chí nhìn người giúp việc nói, lấy cho bà ta bộ đồ khác thay đi. Nói rồi anh nhìn Phương Thảo nói, cô đi thay cho bà ta bộ đồ khác đi, nhìn gây chết đi được. Bà giúp việc dẫn Phương Thảo và bà Quỳnh đi vào một căn phòng để thay đồ. Chí thấy bà Mỹ vẫn ngồi ôm chân mình mà không chịu đứng dậy. Anh ta quát. Mẹ còn ngồi đấy làm gì? Ra tống cổ lão già kia đi đi. Hắn lại tới làm phiền nữa kia kìa. Bà Mỹ không quan tâm tới lời Chí nói mà chỉ tay theo hướng bà Quỳnh và Phương Thảo. Giọng nói của bà ta phát ra vẫn còn run run.
Bà ta không phải là ma hả? Chí bực mình quát lớn. Mẹ mới là ma đó. Chí dứt lời, bà Mỹ liền cười lên một tràng cười rất lớn, khiến người có thần kinh sắt như Chí cũng phải rợn hết da gà. Chí nhìn bà ta hỏi. Mẹ phát điên thật à? Một lúc sau bà ta mới nín cười. Nét mặt và ánh mắt của bà ta trong phút chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Một lúc sau bà ta lại mỉm cười nói với Chí. Mẹ và chị dâu tương lai của con đang bàn tính bắt con đĩ kia về đây, thì con đã dẫn nó về đây rồi. Con giỏi lắm. Mẹ định làm gì cô ấy? Mẹ không làm gì cả. Mẹ chỉ muốn nhốt nó ở đây để ép nó nhượng lại 10% của tập đoàn Cường Đại qua cho con thôi. Con cảnh cáo mẹ, nếu mẹ mà đụng tới cô ấy thì con không tha cho mẹ đâu. Chí dứt lời, bà Mỹ lại cười lên một tràng nữa. Một lúc sau bà ta lên tiếng. Con thích con bé đó phải không? Được lắm, mẹ cũng thấy nó rất xinh đẹp. Mẹ đưa mấy người này đi chỗ khác đi, ở đây coi chừng lộ tẩy hết bây giờ. Chuyện ép cô ta nhượng lại cổ phần để nói sau. Bà Mỹ cũng không dám cãi lại lời Chí mà dẫn theo Hương, Mai và Lam rời đi. Chí cũng chạy xe tới tập đoàn Cường Đại làm việc như thường. Còn Phương Thảo và bà Quỳnh được người giúp việc dẫn đi tắm thay đồ khác. Tại lâu đài Bạch Trà, Quân ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng khách. Hai tay anh đặt hai bên thành ghế, gương mặt thâm trầm cực hạn. Anh quét ánh mắt hình viên đạn một vòng quanh đám vệ sĩ đang quỳ trước mặt quát lớn. Rốt cuộc không ai đuổi kịp à? Anh đội trưởng đội vệ sĩ quỳ gần Quân Nhất lên tiếng trả lời. Dạ không. Đúng là một lũ ăn hại. Có thấy biển số xe không? Dạ, tại cậu chủ nói có tiếng động bên trong lâu đài, nên chúng tôi tập trung tìm bên trong. Lúc phát hiện thì chiếc xe đã chạy khá xa. Nhìn không rõ biển số ạ. Một anh vệ sĩ khác đưa chiếc túi sách của Phương Thảo cho Chí. Còn đây là chiếc túi sách của cô gái kia ạ. Tại tập đoàn Cường Đại, trong phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc, Minh Cường ngồi ở bàn làm việc mỉm cười. Một mình Tùng đi vào lúc nào anh cũng không hay biết. Tùng im lặng kéo ghế ngồi xuống đối diện Minh Cường một hồi lâu, anh vẫn không hề phát hiện ra. Tùng bực mình, vòn tờ giấy A4 thành cục rồi ném thẳng vào miệng của Minh Cường. Mày bị ma nhập à? Nụ cười trên môi Minh Cường lập tức vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Anh nhìn Tùng hỏi. Có chuyện gì? Tùng không trả lời Minh Cường mà dướn người về phía Minh Cường hỏi nhỏ. Nói tao nghe, mày có chuyện gì mà vui vậy? Minh Cường đẩy Tùng ra xa. Dẹp đi mày. Tùng vẫn cố dụ dỗ Minh Cường. Chuyện em dâu phải không? Mày kể đi, tao tư vấn cho. Bây giờ mày không kể, hôm sau mà hỏi, tao không nói đâu. Minh Cường nhìn trước nhìn sau, rồi ghé sát vào tai Tùng nói nhỏ. Hồi tối, Thảo tỏ tình nói yêu tao. Thế mày phản ứng thế nào? Đã làm ăn được gì chưa? Tao giả ngủ không nghe thấy. Tùng nghe Minh Cường nói thì ném cả chồng tài liệu anh đang cầm trên tay vào người Minh Cường. Mày đúng là bị điên. Tại tao sợ không kiềm chế được. Bọn mày là vợ chồng hợp pháp thì ai bắt mày phải kiềm chế. Mày cũng có tình cảm với Thảo. Mà để Thảo phải tỏ tình trước với mày là không đáng mặt đàn ông rồi. Đến lúc cô ấy tỏ tình trước mày lại còn giả vờ ngủ nữa. Nói cho mày biết, phụ nữ nếu không thích thì mày hôn người ta cũng tát cho mày sưng mỏ, chứ mày đừng nói đến chuyện kia. Minh Cường im lặng một hồi lâu, anh mới lên tiếng. Hay tối nay mày giúp tao thực hiện kế hoạch tỏ tình với Thảo đi. Ok, chuyện nhỏ như con thỏ. Có chuyện gì mà hai thằng mày to nhỏ với nhau thế? Quân bất thình lình lên tiếng, làm Minh Cường và Tùng giật mình. Minh Cường nói, sao trông mày như người rừng vậy? Tùng móc túi quần lấy đưa cho Quân nắm tiền lẻ nói. Mày làm ơn ra tiệm cạo giùm tao bộ râu đi, nhìn gớm bà mẹ. Minh Cường đứng dậy tới tủ lạnh, lấy cho Quân chai nước lọc, vừa đưa cho Quân anh vừa hỏi. Sao sáng qua mày không tụ tập ở cà phê Tiamo? Quân kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống bên cạnh Tùng, đối diện với Minh Cường. Anh buồn bã đáp lại lời Minh Cường. Cả tuần nay mẹ tao phát bệnh, ba tao suy sụp, tao không dám đi đâu ra khỏi nhà cả.
Chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tụi tao? Ba mẹ ổn chưa? Ngày trước ba mẹ của Minh Cường chơi thân với ba mẹ của Quân. Nhà của hai gia đình cũng ở gần nhau tại quận 2. Quân và Minh Cường bằng tuổi nhau. Ngay từ ngày hai người còn nhỏ, ba mẹ hai bên có hẹn ước với nhau rằng nếu bên nào sinh con gái sẽ gả cho đối phương. Kết quả em của Minh Cường là trai nên không thể hứa hôn với Quân. Còn em của Quân là gái nên ngay từ khi còn nhỏ, Minh Cường đã gọi ba mẹ của Quân là ba mẹ. Sau đó một thời gian gia đình Quân gặp biến cố. Em gái của Quân không còn. Gia đình Quân chuyển lên Dĩ An sống. Không lâu sau đó, mẹ của Minh Cường cũng tự vẫn. Quan hệ trong làm ăn của hai gia đình vẫn duy trì vì công ty sản xuất viên nén mùn cưa Hoàng Phượng của gia đình Quân vẫn nhập mùn cưa của tập đoàn Cường Đại về sản xuất. Lên đại học, Quân, Minh Cường và Tùng lại học cùng lớp và chơi thân với nhau. Ba người còn cùng tham gia vào hội chơi mô tô phân khối lớn của thành phố. Bọn họ thường tụ tập tại quán cà phê Tia Mo vào mỗi tối cuối tuần. Hiện tại tập đoàn Cường Đại và công ty Hoàng Phượng vẫn duy trì trong hợp tác kinh doanh, tình bạn của Minh Cường và Quân ngày càng khăng khít. Quân nhìn Minh Cường lắc đầu, nét mặt anh không giấu nỗi buồn phiền. Tao đến nhờ mày một chuyện. Chuyện gì? Quân móc trong túi ra chiếc điện thoại iPhone cũ kỹ đưa cho Minh Cường. Mày bẻ khóa chiếc điện thoại này giúp tao. Mục đích của Quân nhờ Minh Cường bẻ khóa điện thoại của Phương Thảo là để anh tìm hiểu mối quan hệ của cô qua các cuộc gọi và rất có thể nhờ đó mà tìm ra được nơi ở của cô. Nhìn vào chiếc điện thoại Quân đưa, Minh Cường rất bất ngờ. Nếu không nhầm thì chiếc điện thoại này anh đã cầm nó nghe một lần, mở khóa một lần để xóa một cuộc gọi đến. Khi bấm sáng màn hình chờ, hình ảnh xinh đẹp của Phương Thảo đập vào mắt Minh Cường khiến anh rất kích động. Giọng nói của anh phát ra khá lớn. Sao mày có điện thoại vợ ta? Quân cũng kích động không kém Minh Cường, anh hét lớn. Cái gì? Mày có vợ khi nào sao tao không biết? Mà cô gái này sao lại là vợ của mày? Tùng thấy Minh Cường và Quân to tiếng, anh vừa ngoáy lỗ tai vừa nói. Hai thằng mày nói bé bé thôi. Tao lủng cả màng nhĩ rồi đây này. Nói rồi Tùng chỉ vào người Quân nói. Mày nói trước đi, tại sao mày có điện thoại của Thảo? Quân cất lời không quên cho Minh Cường ánh mắt cảnh cáo. Năm ngoái có cặp vợ chồng Việt kiểu Mỹ về gặp tao, đề nghị hợp tác làm ăn, với tư cách họ là trung gian, tức là tao chuyển viên nén mùn cưa qua cho họ. Sau đó, họ sẽ giao lại cho một số nhà máy nhiệt điện bên đó. Theo hợp đồng, họ sẽ đưa trước một nửa tiền hàng. Sau khi họ nhận hàng sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Năm ngoái, họ làm ăn sòng phẳng lắm. Nhưng lô hàng gần đây nhất, họ không chịu thanh toán nửa tiền còn lại. Họ khất lần khất lượt mãi. Tao bực mình hù kiện lên tòa án Liên bang Mỹ. Thế là họ sợ. Họ nói để con gái họ tới trả. Thứ hai tuần trước, tao hẹn tụi mày ở quán cà phê Tia Mo là tao đi gặp con gái của họ đó. Kết quả, tao bị cô ta và tụi mày cho tao leo cây. Sáng nay cô ta gọi cho tao bảo hôm đó cô ta bị tai nạn nên không gặp được. Cô ta muốn gặp tao ngay. Do mấy ngày nay mẹ tao phát bệnh, cứ đòi bỏ nhà đi. Tao không dám ra khỏi nhà. Vì vậy tao hẹn gặp cô ta tại nhà tao luôn. Tao cứ tưởng cô ta mang tiền đến trả. Không ngờ khi tao gọi cho mẹ của cô ta, thì mẹ của cô ta nói trao đổi 1 triệu tiền hàng, lấy con gái bà ta. Quân nói tới đây thì Minh Cường nhảy bổ vào, không cho anh nói tiếp. Thế mày cũng đồng ý đổi 1 triệu đô lấy con gái người ta à? Thấy biểu hiện sốt sắng của Minh Cường, Quân không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Nếu là mày, mày có khả năng từ chối một cô gái xinh đẹp như tiên nữ như vậy không? Quân vừa dứt lời, liền bị Minh Cường vung thẳng nắm đấm vào mặt. Cũng may, Quân đoán được ý đồ của Minh Cường, nên nhanh chóng núp ra sau lưng Tùng trốn. Tùng được đà nói với Minh Cường. Mày thấy không, hoa đẹp lúc nào mà chẳng có ong bướm vây quanh. Nếu mày không chấp thời cơ thì còn cái nịt. Quân lên tiếng trách móc Minh Cường. Tại mày lấy vợ có cho tao biết đâu mà tao tránh. Sâu chuỗi lại vấn đề, Minh Cường nhận ra. Có lẽ hôm sáng thứ hai tuần trước Thảo tới quán cà phê Tia Mo gặp mày. Nhưng tới nơi Thảo bị tai nạn. Tao và Tùng mang Thảo đi cấp cứu nên không vào gặp mày được.
À, vụ tai nạn xảy ra ngay trước quán cà phê Tiamo chứ gì? Thấy Minh Cường gật đầu xác nhận, Quân nói tiếp. Hèn gì lúc đó tao thấy người ta bu đông đen, nghe nói cô gái đó chết luôn rồi mà. Tùng nói xen vào. Chết là chết với thằng Cường kia này, người ta đang hôn mê bất tỉnh, nó bắt thằng Khang đến làm thủ tục đăng ký kết hôn cho nó. Rồi chưa đầy một tuần sau, nó được người ta tỏ tình luôn kìa. Nói rồi Tùng vỗ vai Quân một cái, sau đó anh kể tiếp. Mà mày không biết thằng Khang nó tội cỡ nào đâu. Từ ngày giúp thằng Cường đi cửa sau, ngày nào nó cũng gặp ác mộng bị rớt chức. Quân nghe Tùng nói thì liếc Minh Cường một cái. Mày đúng là vô nhân tính. Tóm lại mày trả lời câu hỏi của tao đi. Sao mày cầm máy của vợ tao? Cô ấy đâu rồi? Tao sợ mẹ đòi ra khỏi nhà lúc vợ mày đang ở đó. Rồi cô ấy không hiểu vấn đề lại đi quay lén tống tiền. Nên tao dặn bảo vệ bắt vợ mày để hết tư trang điện thoại bên ngoài bốt. Không ngờ vợ của mày lại dẫn mẹ tao cùng chạy trốn. Thế không có ai canh mẹ mày à? Tao thuê một dàn vệ sĩ canh gác cả ngày cả đêm. Nhưng do sơ suất nên mẹ tao chạy ra ngoài lúc nào không ai phát hiện. Đến lúc phát hiện thì mẹ cùng vợ mày lên xe đi mất rồi. Nghe Quân kể rõ đầu đuôi, Minh Cường bỗng nhiên im lặng. Vụ tai nạn đã tình cờ cho anh được gặp Phương Thảo. Anh thừa nhận ban đầu mục đích của anh chỉ là mượn danh của cô đăng ký kết hôn để qua mặt ông nội. Nhưng càng ngày anh càng đi xa mục đích ban đầu. Chỉ trong vài ngày anh đã bị người con gái xinh đẹp đó đánh bại. Hình ảnh xinh đẹp của Phương Thảo lúc nào cũng bủa vây lấy tâm trí anh, điều khiển mọi cảm xúc trong anh. Anh khó chịu khi thấy cô cười nói gần gũi với người khác. Anh cảm giác đau đớn khi cô bị bà Mỹ đánh và vu oan. Trước đây anh từng chứng kiến bà Mỹ hỗn láo với ông nội, nhưng anh chưa bao giờ đánh bà ta. Chính Phương Thảo đã cho anh động lực để anh thẳng tay đánh người phụ nữ, người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình. Rồi anh vui đến phát điên khi được nghe chính miệng của Phương Thảo nói cô yêu anh. Anh mới chỉ biết và tiếp xúc với cô một tuần. Những gì anh biết về cô đều do cảm nhận của anh và qua lời kể của em trai Minh Đại. Cô có hoàn cảnh đáng thương thế nào? Bị mẹ ruột đối xử ra sao? Cô đã mạnh mẽ vượt lên hoàn cảnh của mình bằng cách nào? Bên cạnh vẻ đẹp có thể đánh gục bất kỳ chàng trai nào ngay từ cái nhìn đầu tiên của Phương Thảo, thì những điều trên lại là những chất xúc tác cực mạnh để đẩy nhanh tiến độ anh nảy sinh tình cảm với cô. Nếu chỉ như vài phút trước, Minh Cường tự tin hiểu về con người Phương Thảo. Nếu như vài phút trước anh tự tin với tình yêu của mình dành cho cô và không ngần ngại nhờ Tùng lên kế hoạch tỏ tình với cô giúp anh, thì giây phút này anh bắt đầu cảm thấy mông lung. Anh có thật sự hiểu hết về con người cô? Tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng hay chỉ là giây phút rung động nhất thời? Anh có sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu cô mắc phải sai lầm hay không? Anh lên tiếng hỏi hai người bạn thân của mình. Giọng của anh phát ra chất chứa sự bất an. Theo hai thằng mày, Thảo dẫn mẹ chạy trốn với mục đích gì? Thảo sợ hãi chạy trốn thoát thân hay vì mục đích tống tiền? Nếu theo bản năng Phương Thảo chạy trốn để thoát thân thì không nói, còn mục đích tống tiền thì không biết cô sẽ làm gì với bà Quỳnh. Nghe giọng điệu của Minh Cường, cả Tùng và Quân đều không dám đưa ra ý kiến của mình, vì cả hai đều không hiểu rõ về con người Phương Thảo. Nếu đưa ra ý kiến sai, họ sợ sẽ làm mất lòng Minh Cường. Căn phòng làm việc rộng lớn của Minh Cường trong phút chốc rơi vào im lặng. Ba người đàn ông được gọi là tài năng trên thương trường bỗng cảm thấy bế tắc trước một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản. Một hồi lâu sau, Minh Cường lên tiếng. Nếu là chạy trốn để thoát thân thì thế nào Thảo cũng về nhà, để tao gọi về xem thế nào. Nói rồi Minh Cường thực hiện một cuộc gọi về nhà, dặn cô Năm nếu Phương Thảo có về nhà thì gọi báo cho anh. Ngay sau đó anh gọi Minh Đại qua để hỏi em mình Phương Thảo có thể đến những nơi nào. Trong lúc chờ đợi tin tức từ cô Năm, Quân không yên tâm bắt Minh Đại dẫn anh và Minh Cường đi tới nhà Phương Thảo và Nhung thuê trọ ngay. Tới đó không có ai, Quân lại bắt Minh Đại tiếp tục dẫn tới nơi Phương Thảo thực tập. Lúc tới nơi, ba người gặp Hương đang ở đó. Hương làm bộ ngạc nhiên nói với Minh Cường với giọng điệu chảy nước. Anh không quản đang giờ làm mà tới gặp em,
Vậy mà em cứ nghĩ anh không thèm nhìn mặt em nữa cơ. Minh Cường tỏ vẻ lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề. Thảo có ở đây không? Hương tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại. Ai cơ? Vợ anh. À, hôm nay cô ấy nghỉ làm không có tới. Nếu vợ anh tới thì gọi báo cho anh nhé. Hay anh ở lại đây đợi đi, tối nay cô ấy đi làm bù đó. Không cần. Nói rồi Minh Cường cùng Minh Đại và Tùng ra về. Hương là giám đốc công ty nơi Phương Thảo thực tập. Trước khi thực tập ở công ty của cô, Phương Thảo từng làm cộng tác viên ở đây. Mặc dù chưa lần nào gặp mặt trực tiếp, nhưng Hương biết tầm quan trọng của Phương Thảo đối với công ty của cô như thế nào. Từ ngày Phương Thảo làm người mẫu quảng cáo, livestream bán hàng, doanh thu của công ty rất lớn. Có thể nói chính Phương Thảo đã đem lại nguồn thu khổng lồ cho công ty của cô. Lúc biết Phương Thảo là vợ của Minh Cường, bị Minh Cường tuyệt tình, lại được sự hậu thuẫn của bà Mỹ, Hương đã gạt đi tầm quan trọng của Phương Thảo với công ty của mình. Cô sẵn sàng lên kế hoạch bắt giữ Phương Thảo để có cơ hội tiếp cận Minh Cường. Chỉ có điều cô chưa kịp thực hiện kế hoạch, Phương Thảo lại tự chui đầu vào giỏ. Buổi tối không thấy Phương Thảo về nhà, những nơi cô có thể đến như chỗ cô trọ, chỗ thực tập, chỗ Nam hay thậm chí cả nhà Nhung ở Bình Phước và cả căn hộ mà cô cho người khác thuê. Quân và Minh Cường đều cho người ở đó theo dõi túc trực, nhưng suốt mấy ngày đều không có tin tức gì của cô và bà Quỳnh. Quân cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay cách thức tống tiền nào đến từ Phương Thảo. Linh cảm bất an xảy ra với Phương Thảo và bà Quỳnh. Minh Cường đã phải nhờ ba của Nam bí mật vào cuộc điều tra. Anh cũng nhờ ông can thiệp tìm kiếm thông tin ở các cảng hàng không quốc tế, xem gần đây hoặc sắp tới Phương Thảo có đăng ký chuyến bay quốc tế nào không. Đồng thời anh sẽ cho vệ sĩ lùng sục khắp nơi. Nhưng đáng buồn tất cả đều không có dấu vết. Những người thuộc diện tình nghi như Hương, bà Mỹ, kể cả Trí cũng được vệ sĩ ngầm theo dõi, nhưng không hề thấy bất thường gì ở họ. Sau một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua, đều không có tin tức gì của Phương Thảo và bà Quỳnh. Tùng nhìn gương mặt mệt mỏi, đầu tóc râu ria rậm rạp của Minh Cường và Quân nói. Hai thằng mày có lo lắng, có buồn chán, thì cũng đi cắt tóc cạo râu giùm tao một cái. Chứ nhìn tụi mày người không ra người, khỉ không ra khỉ, ghê quá. Quân lo lắng cho mẹ của mình là lẽ đương nhiên. Nhưng với Minh Cường, ngoài lo lắng cho Phương Thảo, anh còn phải đối mặt với nỗi nhớ nhung cô già giết. Nếu như lúc mới biết tin Phương Thảo đưa bà Quỳnh chạy trốn, Minh Cường đã nghi ngờ nhân cách của cô, nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cô chỉ là bột phát, thì một tháng qua đã cho anh câu trả lời rõ ràng nhất. Hình ảnh của cô lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh. Nhiều lúc anh nhớ cô tới mức muốn phát điên. Buổi tối về phòng ngủ của anh giống như một cơn ác mộng. Không được cô ôm, không có hơi ấm của cô, không có mùi hương quen thuộc của cô, anh không thể ngủ được. Trong đầu anh lúc nào cũng là câu hỏi, hiện tại cô đang ở đâu? Cô đang làm gì? Cô có nhớ tới anh không? Minh Cường vốn dĩ là một người lạnh lùng, ít nói. Chuyện xảy ra với Phương Thảo càng khiến anh không muốn giao tiếp với người khác. Cả ngày anh vùi đầu vào công việc. Ông nội Minh Đại và Tùng đều rất lo lắng cho anh, nhưng bọn họ không biết làm cách nào để giúp anh trong chuyện này. Minh Cường sực nhớ ra chuyện gì, quay qua hỏi Quân. Từ hôm Thảo mất tích, mẹ của Thảo có gọi cho mày không? Không, tao lo lắng cho mẹ cũng quên mất chuyện bà ta và món nợ của bà ta. Có khi nào Thảo mất tích liên quan tới bà ta không? Mày gọi cho bà ta xem thế nào. Quân lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi quốc tế. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói đon đả của bà Nguyệt. Chào con rể. Bất ngờ với xưng hô của bà Nguyệt nên một lúc sau Quân mới lên tiếng. Bà định giỡn mặt với tôi à? Bà nghĩ cho con gái của bà tới gặp tôi một lần là bà rút được khoản nợ 1 triệu đô la sao? Bà Nguyệt ngập ngừng nói. Không, không phải cậu đã đồng ý đổi con gái của tôi lấy món nợ đó à? Ai cần con gái của bà? Tôi cho bà cơ hội cuối cùng. Nếu đích thân bà về Việt Nam trả bằng tiền mặt cho tôi, thì tôi sẽ giảm cho bà 1/2 số tiền bà nợ tôi. Cậu cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Quân vừa cúp điện thoại thì điện thoại của Phương Thảo, Minh Cường đang giữ đổ chuông, anh nhanh chóng bắt máy. Alo, tôi muốn gặp Thảo. Vợ tôi đang tắm, có chuyện gì lát nữa bà gọi lại,
hoặc bà có thể nói với tôi sẽ chuyển lại với vợ tôi. Vậy thì lát tôi gọi lại. Bà Nguyệt cúp máy, một lúc sau bà ta tiếp tục gọi lại. Nghe Minh Cường bắt máy, bà ta không nói gì thêm mà cúp máy. Sự việc cứ lặp đi lặp lại, bà ta gọi cho Phương Thảo mà vẫn là Minh Cường bắt máy. Bà ta tức điên hét lớn vào điện thoại. Mày là thằng chó đẻ nào mà cầm máy của con gái tao hoài vậy? Ngay sau đó bà ta cúp máy. Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng bà Nguyệt gọi cho Phương Thảo. Minh Cường nói với Quân và Tùng. Có lẽ bà ta nghĩ mày chịu lấy Thảo để gạt nợ, nên cả tháng qua bà ta không liên lạc gì với mày. Bà ta không hay biết gì đến chuyện Thảo mất tích cả. Tùng và Quân cũng gật đầu đồng ý với phán đoán của Minh Cường. Vì vậy ngày hôm sau bà ta gọi cho Quân, nói bà ta đồng ý về Việt Nam gặp anh để trả nợ. Các anh cũng không bận tâm. Hiện tại việc các anh bận tâm là sự an nguy của Phương Thảo và bà Quỳnh. Người giúp việc dẫn tôi và bà Quỳnh vào một căn phòng ngủ rộng lớn, nằm ngay bên cạnh phòng khách, sau đó đưa cho tôi một bộ đồ bộ để tôi thay đồ cho bà. Cô đi tắm thay đồ đi. Bà Quỳnh cứ nhìn tôi mỉm cười mà không nói năng gì. Biểu hiện của bà lúc này khác hẳn với vẻ hung dữ lúc vừa nãy khi bà lao vào đánh bà Mỹ. Tôi thấy vậy lên tiếng lần nữa. Nếu cô không muốn tự tắm thì con tắm thay đồ cho cô nhé. Bà Quỳnh vẫn nhìn tôi cười ngây ngô như một đứa trẻ mà không nói bất kỳ lời nào, càng làm tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi đánh liều dẫn bà đi tắm gội. May mắn bà ngoan ngoãn hợp tác, chứ bà không hề gây khó dễ cho tôi. Lúc mặc bộ đồ lụa màu xanh nhạt vào, trông bà không còn đáng sợ như lúc trước nữa. Trông bà vừa đẹp vừa phúc hậu. Tôi nghĩ khi còn trẻ chắc bà đẹp lắm. Tôi vừa chải tóc cho bà, vừa nhìn bà qua gương hỏi. Tại sao cô bị nhốt trong lâu đài kia? Bà Quỳnh vẫn giữ thái độ im lặng, ánh mắt của bà vẫn đặt trên người tôi qua gương. Tôi thấy vậy lại đặt một câu hỏi khác. Tại sao cô lại muốn trốn khỏi tòa lâu đài kia? Tôi muốn đi tìm con đĩ Mỹ. Lẽ ra vừa nãy cô và mọi người không nên cản tôi lại, để tôi đánh chết con đĩ đó mới phải. Bà ta làm gì cô? Mà cô gọi bà ta là đĩ. Còn đĩ đó, nó cướp chồng tôi. Nghe bà Quỳnh nói, tôi vừa nghi ngờ vừa bất ngờ. Tôi từng nghe Minh Cường, Minh Đại và cả ông nội gọi bà Mỹ là đĩ vì bà ta là kẻ thứ ba, xen vào mối quan hệ vợ chồng của vợ chồng ông Hùng. Và tôi tin điều đó, bởi vì rõ ràng bà Mỹ đang chung sống cùng ông Hùng. Thế nhưng bà Quỳnh nói, bà Mỹ cướp chồng của bà thì tôi không biết rõ sự tình thế nào, nên tôi không bình luận. Thay vào đó tôi hỏi bà Quỳnh một câu hỏi khác để đánh giá mức độ thần kinh của bà. Vậy anh Quân là gì với cô? Nó là con trai của cô. Nghe bà Quỳnh nói, đầu óc tôi lập tức trở nên choáng váng. Cả người tôi cũng run lên bần bật. Chiếc lược tôi đang cầm chải đầu cho bà Quỳnh cũng rớt xuống đất. Tôi cố bám giữ lấy thành ghế bà Quỳnh đang ngồi để không bị ngã xuống sàn nhà. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi nghĩ có lẽ bà Quỳnh bị vấn đề thần kinh không ổn định. Bà luôn bỏ nhà đi, khiến Quân phải thuê đội ngũ vệ sĩ canh gác. Cả chuyện tôi phải để tư trang bên ngoài, có lẽ cũng chỉ nhằm mục đích cấm xâm phạm quyền riêng tư chụp hình quay lén nếu bà Quỳnh không may phát bệnh. Vậy mà tôi không tìm hiểu ngọn ngành lại đưa bà đi cùng. Hành động của tôi có khác nào một kẻ bắt cóc tống tiền. Tôi đã không có tiền để thay mẹ nuôi trả nợ cho anh ta. Tôi bỏ trốn khỏi nhà mà không nói với anh ta lời nào. Nay tôi còn cả gan mang cả mẹ của anh ta đi trước mặt bao nhiêu là vệ sĩ. Tội của tôi đã nặng lại càng thêm nặng. Nếu anh ta báo cảnh sát thì tôi cũng xác định bóc lịch mỏi tay. Sơ yếu lý lịch của tôi vốn dĩ không trong sạch, nay vì hành động bồng bột này của tôi cũng bị nhuộm đen. Không những thế, pháp luật còn truy ra tôi và Minh Cường là vợ chồng hợp pháp, thì anh và tập đoàn cường đại của gia đình anh cũng bị ảnh hưởng không ít. Rồi cả mối quan hệ thân cận của tôi và mấy đứa bạn thân của tôi cũng bị công an đào ra. Tưởng tượng tới cảnh vì tôi mà mấy đứa bị gọi lui gọi tới đồn công an để lấy lời khai, tôi thấy mình là một đứa bạn thật tồi tệ. Tôi nghĩ mình nên ăn năn hối lỗi sớm, hy vọng vẫn còn kịp. Ít nhất nếu Quân không tha thứ cho tôi thì cũng chưa ảnh hưởng tới Minh Cường và gia đình anh, chưa ảnh hưởng đến những người bạn thân của tôi. Mặc dù đang rất hoang mang,
nhưng tôi cố tỏ vẻ bình thường nhất. Tôi ôm hai vai bà Quỳnh nói, bây giờ cô đánh được bà Mỹ rồi, con đưa cô về nhà nhé. Bà Quỳnh vùng vằng hất tay tôi khỏi người bà. Tôi không về, tôi phải ở lại đây, chừng nào đánh chết con đĩ kia tôi mới về. Con đưa cô về, mai con lại đưa cô tới đây. Con trai của tôi không cho tôi ra khỏi nhà. Tôi có về nhà thì nó cho người canh giữ cũng rất khó thoát khỏi đó, nên chẳng ngu gì mà tôi quay về. Nghe bà Quỳnh nói chuyện rất tỉnh táo, tôi nghĩ bà không hẳn là bị điên. Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi bà, nhưng trước mắt tôi phải đưa được bà về trả cho Quân đã. Nhưng bà cứ nhất quyết không chịu đi, tôi đành phải nhờ sự giúp đỡ bên ngoài. Tôi nhớ lúc đi vào biệt thự này có thấy hai anh vệ sĩ to con, có thể nhờ họ để họ phụ tôi đưa bà Quỳnh về. Thế nhưng khi tôi đi đến mở cửa thì phát hiện cửa phòng không mở được mà đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi cố gắng áp tai nghe xem có ai ở bên ngoài không, nhưng không còn nghe thấy gì. Đập cửa mãi vẫn không thấy ai tới mở cửa, tôi nhận ra mình đã bị Trí lừa gạt. Nhìn căn phòng rộng lớn nhưng kín như bưng, cửa nẻo được làm hai lớp. Lớp ngoài làm bằng gỗ, lớp trong là song sắt chắc chắn. Tôi lập tức biến thành cái xác không hồn ngã vật xuống sàn nhà. Không hiểu tôi sinh vào cái ngày giờ gì mà cuộc đời của tôi là một chuỗi những bi kịch. Vừa chào đời đã bị ba mẹ ruột vứt bỏ, được nhận nuôi thì bị mẹ nuôi hiểu lầm có quan hệ tình cảm với ba nuôi. Khi tình yêu đầu đời của tôi dành cho Minh Cường mới chớm nở, lại bị mẹ tôi lừa bán cho Quân. Còn chưa kịp biết Quân là người tốt hay xấu, tôi lại bị Trí lừa nhốt vào đây. Từ nhỏ tới lớn tôi không biết nói dối, thậm chí tôi chưa từng lừa lọc ai, dù chỉ là điều nhỏ nhoi nhất. Vậy mà đời thật phũ phàng, đáp lại tôi toàn những dối trá ác nghiệt. Tôi không biết ngày tháng tiếp theo của mình sẽ phải đối mặt với trò bẩn gì của mẹ con bà Mỹ, và còn có cả Hương, người yêu Minh Cường nữa. Rồi vì tôi mà bà Quỳnh cũng bị ảnh hưởng. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bế tắc, càng nghĩ tôi càng cảm thấy chán nản. Tôi cứ thế khóc như điên như dại. Tôi khóc thương cho số phận của mình. Tôi khóc vì bất lực với đời. Tôi khóc vì không biết tương lai mình sẽ ra sao. Bà Quỳnh đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Bà không nói gì mà vòng tay ôm lấy tôi. Tôi biết thần kinh của bà không bình thường, nhưng dù là vậy tôi rất cần cái ôm của bà. Trong vòng tay của bà, tôi cứ thế khóc như một đứa trẻ. Tôi không biết mình ngồi khóc trong bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng động gõ cửa sổ gần đó, tôi mới chồm người đứng dậy. Vì đứng dậy bất ngờ nên tôi loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã chúi đầu xuống. Tôi nhanh chóng mở chốt cửa sổ rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy cô giúp việc tôi liền nói. Làm ơn, cô hãy mở cửa cho chúng tôi. Xin lỗi cô, tôi không có chìa khóa. Cậu chủ và bà chủ dặn tôi có nhiệm vụ bưng đồ ăn và nước uống cho hai người. Nói rồi bà ta vừa tuồn hai hộp cơm qua song sắt vừa nói. Đây là bữa tối của hai người. Tôi không bưng đồ ăn bà ta đưa, mà hét vào mặt bà ta. Cô nói với anh ta tôi không cần thứ này. Thứ tôi cần là ra khỏi cái nơi chó chết này. Cô thông cảm, tôi không có cách nào để liên lạc với anh ta cả. Nói rồi bà ta quay lưng đi về phía phòng khách. Tôi áp mặt vào song sắt cửa sổ, gào thét theo bóng lưng của bà ta. Bà làm ơn giúp tôi nghĩ cách thoát khỏi đây được không? Bà có thể giúp tôi báo công an thằng Chí bắt cóc giam giữ người trái phép được không? Bà giúp việc nhưng người câm điếc không đáp lại lời tôi, mà bà ta cứ thế đi về phía phòng khách. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của bà ta đâu, thì tôi gào lên trong vô vọng. Bà có biết hành động của bà là đang tiếp tay cho tội phạm hay không? Bà có biết nếu anh ta bị bắt thì bà cũng phải ngồi tù hay không? Vì vậy tôi mong bà hãy cảnh tỉnh ngay từ khi còn chưa muộn. Tôi biết mình có nói nữa thì cũng tự mình nghe nên đành thôi. Tôi chán chường tới mức không thèm đả động tới hộp cơm mà bà giúp việc đưa. Mặc dù hiện tại tôi đang rất đói, bởi cảm giác đói không thể bằng cảm giác uất hận đang sôi sục trong tôi lúc này được. Tôi lục lọi khắp căn phòng tìm kiếm xem có lối nào giúp tôi thoát khỏi nơi này không. Nhưng có vẻ như căn phòng này đã được chuẩn bị với mục đích xấu xa, nên cửa sổ ở căn phòng này không phải được lắp đặt cửa kính theo kiểu hiện đại để lấy ánh sáng tự nhiên, mà được lắp hoàn toàn bằng cửa gỗ. Đã thế họ còn làm thêm một lớp song sắt bảo vệ bên trong, nếu có mở cửa sổ bên ngoài thì cũng không cách nào thoát ra được.
Một hồi lâu sau, tôi chợt nghe giọng của Chí hỏi người giúp việc ở phòng khách. Cô nấu cho họ ăn tối chưa? Dạ rồi, thưa cậu chủ. Họ ăn nhiều không? Tôi để ở cửa sổ xong rồi đi chỗ khác nên không biết. Tôi nghe tiếng giày ngày càng gần nên đứng chờ sẵn ở cửa sổ. Vừa nhìn thấy Chí tôi liền nói. Nếu trước đây tôi có gì không phải với cậu, mong cậu bỏ qua. Tôi xin cậu hãy thả chúng tôi khỏi đây. Chí không trả lời tôi mà cầm lấy hai hộp cơm nằm trên bệ cửa sổ. Sau đó anh ta hướng phòng khách giống to. Cô Hải. Dạ thưa cậu chủ. Cô Hải giúp việc nhanh chóng đi lại trước mặt Chí. Anh ta giơ hai hộp cơm trước mặt bà ta hỏi. Tôi nói cô nấu ăn cho hai người họ, tại sao cô lại mua cơm hộp? Số tiền 20 triệu tôi đưa cho cô, không đủ để cô mua đồ nấu ăn hay sao? Cô Hải run rẩy đáp lại. Tại chỉ có hai người đó, nên tôi ra tiệm mua cơm hộp cho nhanh ạ. Dẹp ngay đi, rồi nấu đàng hoàng cho họ ăn. Tôi cảnh cáo cô, nếu bạn gái tôi mà sút một ký, là tôi lẻo một ký thịt trên người cô xuống đó. Dạ vâng thưa cậu chủ. Bà Hải nhanh chóng cầm lấy đem hai hộp cơm từ tay Chí rồi đi khỏi. Nghe cuộc đối đáp của Chí với bà Hải, tôi chợt hiểu ra vấn đề. Tôi hét vào mặt anh ta. Ai là bạn gái của cậu? Cậu nên nhớ tôi là vợ của anh hai cậu đó. Cậu nhanh thả tôi ra khỏi đây ngay. Nếu anh hai của cậu với ông nội mà biết cậu nhốt tôi ở đây thì họ không tha cho cậu đâu. Mặc cho tôi đang bất bình cỡ nào, Chí vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn tôi nói. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Việc này anh sẽ thu xếp ổn thỏa nên em yên tâm. Việc của em bây giờ là tập trung ăn uống thật tốt, chờ ngày anh lên đây đoàn tụ với em. Cứ cho là trước đây tôi đắc tội với cậu. Nay tôi thành tâm xin cậu tha lỗi cho tôi. Cậu hãy thả tôi ra khỏi đây. Tôi hứa sẽ không bao giờ đụng chạm gì tới cậu hết. Những gì mà tôi nghe được, thấy được về xuất thân của cậu, tôi tuyệt đối không nói lại cho người thứ hai biết. Em không có lỗi gì với anh hết nên không cần phải xin lỗi. Người có lỗi ở đây là ba mẹ của em, bởi vì họ đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp tới mức anh không thể kìm lòng được. Anh không muốn em là của bất kỳ ai khác, đó là lý do anh phải nhốt em ở đây. Dứt lời anh ta vừa nhét những túi sách qua khe cửa sổ, vừa mỉm cười nói. Còn đây là đồ anh mua cho em. Em chờ anh ít ngày anh sẽ lên đây sống cùng với em nhé. Nghe Chí nói mà tôi chỉ muốn tát vào miệng của cậu ta một cái. Tôi ném những túi đồ ngược lại vào người anh ta. Cậu đúng là bị điên thật rồi. Tôi ghét cậu, tôi căm thù cậu. Tôi không muốn sống cùng cậu, cậu có hiểu không? Cậu nhanh thả chúng tôi ra ngoài ngay. Chí nhặt lại những túi đồ tôi ném nhét trở lại qua song sát. Em ngoan ngoãn hợp tác với anh đi. Đừng gào thét làm gì tốn sức. Tôi xin cậu, nếu cậu không thả tôi ra thì thả cô Quỳnh ra được không? Cô ấy không liên quan gì tới tôi hết. Xin lỗi, anh không thể đáp ứng yêu cầu này của em được. Nói rồi Chí xoay người đi khỏi. Cậu đứng lại đó cho tôi, đồ hèn mọn. Cậu có giỏi thì mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng với tôi xem. Nghe tiếng nổ động cơ xe ô tô, tôi nghĩ Chí đã đi khỏi. Tôi nhận ra một điều, những ngày đen tối trong cuộc đời của tôi mới chỉ bắt đầu. Tôi khóc tới mức lả đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trên giường, còn bà Quỳnh ngồi bên cạnh đang vuốt ve gương mặt của tôi với vẻ mặt rất khác lạ mà tôi chưa từng gặp, kiểu như chứa đựng cả bầu trời yêu thương trong đó. Trong đầu tôi liền đặt ra câu hỏi, ai là người đã mang tôi nằm trên giường ngay ngắn như vậy? Tôi nhớ rõ lúc trước Chí rời đi, tôi ngồi thụp xuống ngay dưới cửa sổ khóc. Nhìn thấy tôi mở mắt, bà Quỳnh quan tâm hỏi, con gái cưng của mẹ thức dậy rồi. Nghe bà Quỳnh nói, tôi thầm nghĩ bà ta lại phát bệnh nữa rồi. Có lẽ bà ta nghĩ tôi là con gái của bà ta, nên chính bà ta đã bế tôi lên giường. Bà Quỳnh nhìn bà Hải đang đứng bên ngoài cửa sổ nói lớn. Bà đi pha cho tôi bình sữa để tôi cho con gái của tôi ăn. Cô chủ là người lớn, sao bà lại cho uống sữa? Nếu cô ấy tỉnh rồi, để tôi đi lấy cơm mang lên cho cô ấy ăn. Nếu mà cô ấy sụt ký thì cậu chủ sẽ hỏi tội tôi đấy. Nghe bà Hải nói, bà Quỳnh cao giọng. Tôi nói bà đi pha sữa cho con gái tôi thì bà đi đi, còn đứng đó nhiều chuyện cái gì? Nó mà đói rồi khóc là tôi đuổi việc bà đấy. Tôi nghĩ bà Hải không biết bà Quỳnh bị vấn đề thần kinh nên tôi nói xen vào. Con không muốn uống sữa. Con không uống sữa là không lớn được đâu.
Nghe lời mẹ uống sữa cho nhanh lớn, mẹ thương nhé, con cái cưng của mẹ. Nói rồi bà Quỳnh quay qua nạt bà Hải. Sao bà còn đứng đó, đi pha sữa ngay đi. Chuyện bị nhốt trong căn phòng kín như một tù nhân đã khiến tôi vô cùng chán nản. Lại thêm bị nhốt cùng với người phụ nữ có thần kinh không bình thường, khiến tôi càng nhụt chí. Tôi đành chiều theo ý bà Quỳnh, nói với bà Hải đang đứng bên ngoài cửa sổ. Cô ra tạp hóa, mua mấy lốc sữa về đưa cho cô ấy cho yên chuyện. Bà Hải sợ tôi xảy ra chuyện nên nghe lời răm rắp. Lúc bà đưa cho bà Quỳnh liền quát lớn. Bà có biết chăm sóc trẻ con không đấy? Bà đi mua loại sữa bột dành cho trẻ sơ sinh rồi pha vô bình ấy. Ai bảo bà mua sữa này? Sữa này con gái của tôi uống vào đau bụng thì phải làm sao? Bây giờ là giữa đêm, gọi mãi quán tạp hóa mới mở cửa bán cho mấy lốc sữa này. Sáng mai tôi mua sữa dành cho trẻ sơ sinh được không? Bà Quỳnh định lên tiếng nạt bà Hải thì tôi lên tiếng trước. Mẹ ơi, con thích uống sữa này. Bà Quỳnh nghe tôi nói như vậy thì không cố chấp chửi bà Hải nữa. Nếu không để hai người họ lời qua tiếng lại lúc nửa đêm, tôi nghĩ mình cũng sẽ phát điên. Lúc tôi uống sữa, bà Quỳnh vừa nhìn tôi, vừa nói chuyện giống như các bà mẹ thường nói chuyện với đứa con mới sinh của mình, vừa nói bà vừa tặc lưỡi. Ừ, con gái mẹ ngoan nhé, con gái mẹ hay ăn trong lớn, mẹ thương nhé. Nghe bà Quỳnh nói chuyện kiểu đó, tôi thiếu chút nữa thì sặc sữa. Hơn 20 tuổi đầu, lại đóng vai một đứa trẻ sơ sinh kỳ thực không dễ chút nào. Lúc uống sữa xong tôi hỏi bà. Mẹ ăn cơm chưa? Mẹ sợ con thức sẽ khóc quấy, nên tranh thủ lúc con ngủ, mẹ ăn rồi. Câu trả lời của bà Quỳnh cũng khiến tôi yên tâm phần nào. Vì bà nghĩ tôi là một đứa trẻ sơ sinh, nên bà có những lời nói và hành động không khác gì một bà mẹ đang chăm con mọn. Uống sữa xong tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Bà Quỳnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Bà ngắm tôi ngủ một lúc rồi bà cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc nghe tiếng thở đều đều của bà, tôi mới dám mở mắt ra. Nhìn bà nằm một bên, tôi lại nhớ tới Minh Cường. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa? Không biết anh có nhớ tới tôi không? Có lo lắng khi không thấy tôi không? Càng nghĩ tới anh, tôi càng nhớ anh tới mức phát điên. Nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ đôi mắt đen sâu thẳm, nhớ gương mặt đẹp trai, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Tôi nằm đếm kim xây đồng hồ trên tay, nhích từng chút một để mong thời gian qua đi. Tôi tự nhủ đếm đến 1000 sẽ được gặp Minh Cường. Thế nhưng tôi đếm tới sáng không biết bao nhiêu cái 1000 vẫn chẳng thể thấy được anh. Thậm chí tôi mong mình có thể chợp mắt một lúc để thấy anh trong mơ, nhưng lại không tài nào chợp mắt nổi. Ngày hôm sau lúc bà Hải đưa đồ ăn sáng cho chúng tôi năn nỉ bà ta. Cô cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Xin lỗi, tôi không thể cho cô mượn được. Gia đình tôi rất nghèo. Chồng và con của tôi bị thần kinh nằm một chỗ. Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi, nên tôi phải chấp nhận làm việc thất đức này. Nếu tôi không làm thì người khác làm, họ vẫn sẽ hành xử như tôi thôi. Vì vậy mong cô hiểu cho. Tôi rất nhớ chồng của tôi. Tôi đọc số điện thoại cho cô bấm số. Tôi chỉ cần nghe anh ấy nói một tiếng thôi cũng được. Cậu chủ nói với tôi, cậu ấy đã cài phần mềm gì đó vào điện thoại, chỉ cần tôi gọi cho ai là nó tự động báo về máy của cậu ấy. Vì vậy mong cô thông cảm, đừng làm khó tôi. Hy vọng nhỏ nhoi được nghe giọng nói của Minh Cường cũng vụt tắt. Tôi không nghĩ anh lại ảnh hưởng lớn đến tôi như vậy. Không được thấy anh một ngày tôi đã nhớ tới mức muốn phát điên lên rồi. Từng ngày trôi qua, tôi có cảm giác cuộc sống của tôi đang đến gần hơn với địa ngục. Nếu không bị nhốt trong 4 bức tường này thì tôi đang tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đời sinh viên của mình. Nếu không bị nhốt trong 4 bức tường này, tôi vẫn đang được chung sống với anh chồng hờ đẹp trai tới mức bức người của mình. Chỉ không ngờ mọi thứ lại kết thúc một cách không ai ngờ như vậy. 3 đứa bạn thân của tôi chắc bây giờ đang lo cho tôi lắm. Không biết Minh Đại sẽ nói gì với Nam về chuyện của Nhung và Tùng. Không biết khi Nam biết chuyện đó phản ứng của cậu ra sao. Rồi không biết khi Nhung biết chuyện Nam dành tình cảm cho mình thì phản ứng của cậu thế nào. Tôi muốn chứng kiến hết thảy những khoảnh khắc vui buồn của những người bạn thân, những người luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn. Chúng tôi còn hứa khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay
chúng tôi sẽ cùng nhau đi phượt khắp những địa danh nổi tiếng của Việt Nam để chụp hình kỷ yếu trước khi bước vào cuộc sống kiếm tiền bộn bể lo toan. Giờ đây tất cả những dự định tốt đẹp đó vì tôi mà đang dần tan vào mây khói. Những ngày sau đó, bà Quỳnh xem tôi như đứa con gái mới sinh của bà. Bà chăm sóc tôi từng ly từng tí rất tận tụy. Tôi không hề khó chịu với sự chăm sóc của bà. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ có điều bà Quỳnh ép tôi uống sữa nhiều khiến tôi rất ngán. Cũng may khi tôi nói với bà tôi đã lớn có thể ăn cơm, bà cũng không bắt tôi uống sữa nữa. Và một buổi tối cuối tuần sau đó, có hai người xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Cả hai người họ đều hóa trang kín mít không hở một chút nào. Kể cả mắt của họ cũng mang kính màu đen. Một người giơ tờ giấy A4 về phía tôi qua song sát nói: đây là giấy ủy quyền thừa kế 10% cổ phần tại tập đoàn Cường Đại tôi đã soạn sẵn. Cô ký rồi điểm chỉ vào đây, rồi tôi sẽ thả cô ra. Thì ra một trong hai người họ là bà Mỹ. Tại sao hai người họ phải cải trang thế kia? Tôi còn đang băn khoăn người còn lại là ai, thì nghe Hương nói với điệu bộ nhõng nhẽo: kìa mẹ, con còn chưa nối lại được tình cảm với anh Cường mà mẹ đã thả cô ta ra, thì con phải làm sao đây? Bà Mỹ tháo kính và khẩu trang ra, quay sang nhìn Hương mỉa mai. Vợ của nó không ở bên cạnh nó cả tuần nay mà cô không biết đường tận dụng thời cơ, còn khóc than cái gì? Mẹ bảo con phải tận dụng thế nào, khi con mới đi tới cổng nhà, đã bị vệ sĩ nhà mẹ đuổi đi. Nếu bị chặn ở cổng thì chuyển sang đầu đường đứng đón, thậm chí là tới cả nơi làm việc để tìm cơ hội tiếp cận nó. Cứ ăn mặc thật mát mẻ vào. Đàn ông là loại động vật nói chuyện bằng chi dưới, vì vậy mình phải vận dụng vốn tự có để đưa nó vào chồng. Nó có thể từ chối cô một lần, nhưng không thể từ chối cô nhiều lần được. Cô hiểu ý tôi không? Nghe bà Mỹ nói chuyện với Hương, bà Quỳnh liền cầm chiếc ly uống nước ném thẳng vào mặt bà ta. Còn đĩ kìa, mày dùng thủ đoạn này để cướp chồng của tao phải không? Mày dùng cách đê tiện này để phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Bây giờ mày lại tính cướp con của tao nữa à? Bà Mỹ bất ngờ bị ném trúng, la lên một tiếng thất thanh. Tôi nhìn thấy cả tia máu phụt ra từ vị trí thái dương, còn có cả dòng máu chảy như suối chảy xuống mặt của bà ta nữa. Ngay sau đó bà ta gục xuống ngay bên cạnh cửa sổ. Tay của bà ta vẫn còn vắt qua song sát. Tờ giấy A4 bà ta cầm trên tay bị máu phun vào thấm đỏ rơi xuống sàn nhà. Hương hốt hoảng đỡ lấy bà Mỹ. Có ai đó giúp tôi với. Bà Hải nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy bà Mỹ máu chảy lênh láng, bà ta hốt hoảng nói: Cô gọi cậu chủ tới đưa bà ấy đi cấp cứu. Tôi không có số điện thoại của cậu ta. Với lại cậu ta đang bị người giám sát rất chặt, không dám tới đây đâu. Ngày hôm nay chúng tôi phải cải trang nhiều lần, thay mấy chiếc xe đánh để đánh lạc hướng chúng nó. Bây giờ chúng tôi mới cắt được đuôi để tới đây đó. Bà giúp tôi đưa mẹ ra xe, tự tôi chở mẹ đi cấp cứu. Bà Mỹ vừa được đưa đi, bà Quỳnh liền nhìn tôi cười nói: mẹ giết được con đĩ kia rồi, từ nay sẽ không sợ nó phá hoại hạnh phúc của gia đình ta nữa. Con gọi bà với anh con tới đón chúng ta về nhà đi. Nhìn nụ cười hồn nhiên ngây ngô của bà Quỳnh mà tim tôi nhói lên, tưởng chừng như bị ai đó bóp chặt đến mức không thể thở nổi. Bà bị vấn đề thần kinh, không ý thức được chuyện mình vừa gây ra nguy hiểm tới mức nào. Vậy mà bà còn vui vẻ khoe với tôi như vậy. Tôi không biết bà Mỹ đã gây ra chuyện gì với bà Quỳnh đến mức để lại mối thù hằn sâu trong tâm trí bà tới mức muốn giết người như vậy. Mà người tiếp tay cho hành động của bà lại chính là tôi. Nếu bà Mỹ xảy ra chuyện lớn liên quan đến tính mạng của bà ta thì tôi là người chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác. Sự việc diễn ra càng ngày theo chiều hướng càng xấu, khiến tôi không dám mơ mộng gì về tương lai của mình nữa. Tôi chỉ biết ôm lấy bà Quỳnh dỗ dành bà: mẹ, chúng ta ở đây thêm ít ngày, rồi anh với ba của con tới đón chúng ta nhé. Bà Quỳnh nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Bà hoàn toàn không biết tôi đang lừa gạt bà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên
cuộc ép hôn định mệnh của tác giả Phương Linh Hugo. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.